bộ phim tài liệu Native America khám phá một thế giới với 100 triệu người, được kết nối bằng những con đường, cầu và mạng lưới xã hội phức tạp trên toàn lục địa. Phim nhấn mạnh các thành phố đồ sộ được sắp xếp theo các vị trí thiên văn và những nền văn minh vĩ đại nhất trên thế giới. Bối cảnh của phim là nước Mỹ hơn 500 năm trước, giới thiệu những xã hội tiên tiến của người Mỹ bản địa. Người Mỹ bản địa đã tạo ra nền dân chủ đầu tiên của nước Mỹ. Hệ thống dân chủ này sau đó đã truyền cảm hứng cho Hiến pháp Hoa Kỳ. Định hình vùng đất đầm lầy Mississippi thành những kim tự tháp lớn nhất trên hành tinh. Khắc lên sườn núi Andes thành những cánh đồng nuôi sống hàng triệu người. Và thuần hóa những loài cây mà giờ đây cung cấp 60% lượng lương thực trên thế giới. Họ nâng cao vẻ đẹp tự nhiên của nước Mỹ thành những niềm tin tâm linh vang dội suốt 10.000 năm. Và đào sâu vào những niềm tin đó để sống sót qua sự mất mát lớn nhất do bệnh dịch và chiến tranh. Nhưng chúng ta đang ở hiện tại và chúng ta đang tiến về phía trước một cách mạnh mẽ. Bạn biết đấy, chúng ta vẫn ở đây. Truyền thống Inca, kiến thức Inca chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn còn sống, đó không phải là tôn giáo, mà là một cách sống. Khi tôi ra ngoài đến mặt nước, có một sự kết nối với tổ tiên của tôi. Một mối quan hệ chảy qua máu và tĩnh mạch của tôi. Là một phụ nữ cô măng, điều này hoàn thiện tôi, bởi vì tất cả người thân của tôi đều ở đây. Họ có lẽ đã cầu nguyện cho chúng tôi và cầu nguyện rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ ở đây. Và văn hóa của chúng tôi sẽ tiếp tục. Những người đã sống ở đây, đã hiểu nơi này và kiến thức này đã được tích lũy qua hàng ngàn năm. Quá khứ cũng là một phần của hiện tại. Đây là một tầm nhìn mới về nước Mỹ và những người đã xây dựng nó. Đây là Native America, bộ phim tài liệu Native America khám phá lịch sử phong phú và những thành tựu văn hóa của người bản địa Mỹ. Nhấn mạnh các nền văn minh phát triển sôi động hơn 500 năm trước. Người Mỹ bản địa đã thành lập nền dân chủ đầu tiên của nước Mỹ. Ảnh hưởng đến Hiến pháp Hoa Kỳ, xây dựng các thành phố đồ sộ và phát triển các hệ thống nông nghiệp tiên tiến. Họ đã tạo hình cảnh quan tự nhiên thành các công trình ấn tượng như những kim tự tháp lớn nhất và những cánh đồng bậc thang. Và thuần hóa các loài cây mà hiện nay chiếm 60% nguồn cung cấp lương thực thế giới. Bộ phim tài liệu nhấn mạnh những niềm tin tâm linh gắn với vẻ đẹp tự nhiên của nước Mỹ và sự kiên cường của cộng đồng người Mỹ bản địa mặc dù gánh chịu những thiệt hại lớn do dịch bệnh và chiến tranh diệt chủng. Những giọng nói người Mỹ bản địa đương thời trong bộ phim tài liệu khẳng định sự hiện diện bền bỉ của họ, sự liên tục văn hóa và sự phù hợp với hiện tại của tri thức và truyền thống tổ tiên. Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi.